Xin kính chào quý khán giả trở lại với bản tin số 41 của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số các thông tin, tin tức vừa mới diễn ra ở tại thị trường ô tô trong nước. Văn phòng đại diện của VinFast chính thức hoạt động tại các cường quốc công nghiệp như là Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan và Đức. Mặc dù dịch bệnh tác động sâu rộng tới nền kinh tế nhưng doanh số của hãng xe Việt trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng lên ở mức 5 con số. Để đến với bản tin số 41, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những thông tin bổ ích về thị trường ô tô tại Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Ngày hôm nay 12 tháng 7 năm 2021, VinFast sẽ chính thức đưa các văn phòng chi nhánh tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt xe điện ở tại các thị trường này. Theo thông tin đến từ hãng xe Việt thì bộ phận nhân sự nòng cốt của hãng là những quản lý cấp cao người Việt, nhưng đều là các chuyên gia ô tô giàu kinh nghiệm đến từ các hãng xe hàng đầu trên thế giới như Tesla, BMW, Porsche, Toyota, Nissan tham gia đầu quân cho mình để hoàn thiện hệ thống, mở rộng mạng lưới đối tác, chuẩn bị cho việc gia nhập thị trường. Theo kế hoạch thì VinFast sẽ chính thức mở bán hai mẫu xe ô tô điện thông minh là VFE35 và VFE36 trên toàn cầu vào tháng 3 năm 2022. Đây là các mẫu xe ô tô điện tôi cho rằng có thiết kế nội ngoại thất chẳng hề thua kém gì so với các thương hiệu có tên tuổi lớn ở trên thế giới. Bên cạnh đó, với việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và Euro NCAP, đặc biệt VFE35 và VFE36 sẽ được tích hợp thêm các tính năng ADAS, viết tắt của công nghệ hỗ trợ lái xe tự động, và Smart Service, dịch ra là hệ thống thông tin giải trí thông minh do VinFast và các đối tác nghiên cứu phát triển. Chắc hẳn sau khi nghe được những cái thông tin này thì các bạn cũng sẽ cảm thấy rất là tự hào giống như bản thân mình để những cái sản phẩm khoa học kỹ thuật made in Việt Nam thành công được trên những đất nước luôn luôn được coi là ông tổ của thế giới. Mình cho rằng việc này sẽ rất khó khăn và gian nan. Tuy nhiên thì mình cho rằng với những sự thông minh, lanh lợi và hơn hết là đức tính cần cù và chăm chỉ, ham học hỏi của người Việt, trong tương lai không xa sẽ không chỉ có riêng VinFast vươn ra được thế giới mà sẽ còn có rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật, nông nghiệp và trí tuệ nhân tạo thông minh được xuất khẩu ra khắp châu lục. Điển hình như việc hiện nay Việt Nam là quốc gia đứng thứ 42 trên tổng số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ ở trên thế giới tự nghiên cứu và sắp thử nghiệm thành công vaccine ngăn ngừa Covid-19. Trong quá khứ vào năm 1962, chúng ta đã tuyên bố nghiên cứu và sản xuất thành công được vaccine phòng chống bệnh bại liệt, giúp cho chúng ta có thể tự chủ động vượt qua được dịch bệnh khi đó và giúp đỡ một số các nước trên thế giới về nguồn cung vaccine. Quay trở lại với câu chuyện xe điện của VinFast, chính có nhiều người Việt Nam luôn luôn cho rằng là hãng xe VinFast chẳng tự nghiên cứu được cái gì, toàn đi mua công nghệ của nước ngoài để sản xuất và tự lắp ráp. Mình cho rằng các bạn nói điều đấy cũng đúng. Tuy nhiên với thời đại ngày nay mà vẫn còn tự nhục như thế thì quả là kém hiểu biết. Bất kỳ hãng xe nào trên thế giới, kể cả Đức, Mỹ, Nhật, Hàn đều phụ thuộc vào các bên cung ứng khác nhau trên khắp thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Chính vì thế mà việc VinFast hợp tác với các bên cung ứng như vậy để sản xuất ra một chiếc xe ô tô là điều hết sức bình thường và khôn ngoan. Một chiếc xe ô tô nó có từ 5 đến 7.000 chi tiết khác nhau. Chẳng ai làm thương mại mà bỏ tiền ra nghiên cứu từng chi tiết một. Trong khi ấy, thế giới đã có sẵn các tên tuổi uy tín và kinh nghiệm lâu năm để làm việc đó rồi. Mình kết luận thì VinFast rất khôn ngoan, đi đúng hướng và thuận theo cách làm của toàn cầu. Hiện nay hãng xe Việt đang hợp tác với những tên tuổi sản xuất và cung ứng linh kiện ô tô hàng đầu trên thế giới như là trung tâm thiết kế Pininfarina của Ý, hãng ZF của Đức chuyên sản xuất hộp số và các phần cơ khí liên quan tới chuyển động, Dustbox ABB, Forcia, Dustau hay là Google. Hy vọng sau khi nghe được thông tin này thì các bạn sẽ tự hào về đất nước, con người Việt Nam chúng ta hơn. Đừng có lúc nào cũng tôn sùng mấy ông Tây, chúng ta đâu có thua kém gì họ. Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn quốc và việc thiếu chip bán dẫn và linh kiện trên toàn cầu, tuy nhiên kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, VinFast vẫn có doanh số bán hàng vô cùng ấn tượng với hơn 15.938 xe tới tay khách hàng. Cụ thể, VinFast đã bán được 2.552 xe Fadil, 711 xe Lux A2.0 và 254 xe Lux SA2.0, đạt doanh số lên tới 3.517 xe, tăng 23% so với tháng 5 năm 2021. Với kết quả này thì VinFast đã kết thúc 6 tháng kinh doanh đầu năm 2021 với tổng cộng là 15.938 xe được bán ra, trong khi đó có 10.127 chiếc xe VinFast Fadil, 3.253 chiếc Lux A2.0 và 2.558 chiếc Lux SA2.0. Bên cạnh đó, mẫu xe ô tô điện của VinFast đó là VFE34 đã lập kỷ lục tại thị trường Việt Nam khi nhận được hơn 25.000 đơn đặt cọc chỉ sau một thời gian ngắn mở bán.
Cá nhân mình cho rằng nếu như VinFast tung ra thêm các mẫu xe crossover hạng C, sedan hạng C, xe bán tải, xe chở khách cỡ nhỏ dưới 16 chỗ thì không biết sẽ như thế nào nữa. Doanh số mỗi tháng chắc chắn phải lên tới cả chục nghìn xe mỗi tháng, chứ sẽ không dừng lại ở 3.000 hay 4.000 xe. Với việc tiếp tục đưa ra các chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng tại Hải Phòng với mức giá rẻ như cho, tháng tới VinFast sẽ lại có một doanh số bùng nổ và chiếm lấy top 1 chứ chẳng đùa. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quả thực không sai chút nào. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bản tin News số 41 của Auto Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.